Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Về với triển lãm Long Biên Hà Nội, tôi thấy có một cái tác phẩm xanh làm cái dáng rất là hợp mắt này. Cái bệ thì được rồi, nhưng tôi thấy cái cung bậc, cái đường đi của thân cộng với cái tay hai nó phóng trở thành một cái tay hoành và có những cái bông đỡ này. Bây giờ họ lọc hết răm, chứ nếu mà để nó phảng phất một chút thành tán ấy, thì đây là họ vặt hết lá để lọc răm, để phô răm. Thì nếu mà có lá màu xanh và theo một cái bóng cây như thế này nhìn rất hấp dẫn này. Rất hay luôn. Cây này thì lại ăn được cái tay hoành này. Cái tay phóng ra rất đẹp. Mỗi cây nó có một cái thế mạnh của nó. Phía bên này cũng đẹp. Nói chung là cây này tạo được hai phía đều rất là nổi cây. Trên một cái bể cổ, cái niên hiệu này thì tôi cũng, nếu mà thực sự thì là một cái bể rất quý, 1928. Như vậy là còn có 4 năm nữa là đầy một thế kỷ. Khủng khiếp quá. 100 năm lên là có thể, từ 100 năm lên là có thể làm hồ sơ để xác lập di sản rồi đấy. Đây này, 1928 được gắn bằng khảm gốm. Ê mì cầu kỳ. Cái kỳ ở dưới thì mới rồi, không nói làm gì. Nhưng cái này có thực sự là 1928 thì chúc mừng chủ nhân nhé. Giữ được một cái bên này là chữ tâm. Và hai bên là hai chữ tâm. Nhưng mà khả năng cái đường nét này là đã được độ chế rồi. Khả năng cái chân này đã độ chế. Đúng rồi. Hai bên này. Nó sắc sảo như thế này. Chứ còn cái chân bên này thì tôi thấy là nó có thể còn nguyên bản về cái dấu ấn thời gian. Quý quá nhỉ. 96 năm rồi. 4 năm nữa là đầy thế kỷ. Một chín hai tám. Bất ngờ đấy. Và bây giờ tôi ra di chuyển đến một cây mai chiếu thủy.
hình như là hình như cái à hôm đấy là nhà ông Phúc đón bằng là gì đấy không đón bằng là sau và chúng ta đang thưởng thức một cái xì cũng khá là đặc biệt mới chủ nhân đang cấy rêu trang trí. Tôi thấy cái bể giá cộng với cái kỷ này đồng bộ là anh ấy đặt trong 2 tháng là thợ đá Ninh Bình là cung cấp được. Cũng hay đấy. Mấy cây trong ngoài vườn của Tâm. Cái này nó là đội của công an quân. Thế thì anh sở hữu cây si này cũng được 4 năm. Tĩnh tâm. Cho rêu, rêu cho nó hồi. Cái thằng rêu này nó đang bị gió hanh nó khô. Cái HP 101 này anh xịt vào 2-3 ngày. Là xanh biếc trở lại. Chỗ nào nó bán? Đây cái chỗ đồ sắt này đi. À, cái gì nhỉ? HP 101 nhỏ nhỏ này. HP à, rồi ok. Cái nó xanh. Cứ giữ ẩm suốt là nó xanh. Nó xanh lên đúng không? Nó xanh ngắt mà nó ăn rêu liền mình. À, nó trong vòng tầm 5 ngày là nó liền cái rêu. Đấy, dạ. Bác xuống. Bác. Nhớ thì cũng nhớ nhưng chỉ nhớ mang máng thôi. Không nhớ đen nói đều lên tháng là đâu rồi đi nhà ấy nhỉ. Tôi ngắm anh trang trí cho cây si mà khi tôi biết anh là chủ cây thì tôi thấy là đúng quá. Bởi vì anh người anh áo chim cò rồi đầu tóc như thế kia mà cây của anh lại không đẹp là sao? Đúng không? Người ta bảo nhìn mặt bắt thành rong mà. Đây là cây gì vậy Tâm? Cây Tâm Trang Tâm. Nó là cây tức. Cái si này cũng rất là giả cây. Vâng, còn đây là một cây tác phẩm ruối. Đây là các anh đang đi chăm cây phun gây đây là nhân viên Triệu Điền hết đấy chứ. Anh à? Vâng, Triệu Điền rất là cẩn thận, rất là quan tâm và chăm sóc cây. Nhưng cây này cây của Triệu Điền hay của khách anh? Của Triệu Điền à? À của khách, vâng, đấy. Của khách thì tôi mới đặt vấn đề ấy. Đấy, rất là cẩn thận chăm sóc cây đến dự triển lãm. Tuyệt vời đấy. Cái cây mà tôi đang xoay này là của đơn vị nào, của chủ nhân là ai? À lại phải tra hồ sơ ra nhỉ. Thế ngày mai có treo thẻ và có số điện thoại của chủ cây không? À thế chiều thì nay là treo hết. À chiều nay là treo hết. Nguyễn Anh Vũ. Gia đình cây Nguyễn Anh Vũ. Thế thì chiều nay là có số điện thoại. Có số điện thoại thì nó mới trong cái vấn đề thương mại nó mới thực hiện được. Và tôi gửi hình ảnh của một cây ruối mà khi đi qua thấy các anh nhân viên của Triệu Điền chăm sóc rất cẩn thận cho cây nó đỡ bị ảnh hưởng về sức khỏe cây. Đây cây ruối cũng là những cây khai thác rồi nhưng mà phải nói là cái bóng dáng form cây rất là đẹp.
Và trước khi dừng hình, chúng ta quan sát ba cái tác phẩm nho nhỏ là những cây bonsai bàn trà. Thứ nhất là một cây tác phẩm xanh, những cây cô động rất đẹp. Vâng, tiếp đến cũng một tác phẩm xanh nữa. Cây này thì tôi thấy nó lên cái lu khủng khiếp nhỉ. Đây là những cây xanh quê chơi những cái bệ như thế này. Tất cả hai phía đều nhăn nhúm và chùn sụn. Và tiếp tục một cây tác phẩm si. Và tiếp theo đây là một cây phong lá đỏ. Và cây này là cây phong ba thùy. Ở đây có treo biển đây này. À đây vẫn treo biển từ lúc festival sinh vật cảnh Hà Nội. Nhà vườn Nguyễn Huy Sản. Dưới. Rồi, và Đỗ Sinh cũng xin dừng hình cuốn video này để anh em chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Các bạn tiếp tục theo dõi hình ảnh của tại triển lãm Long Biên Hà Nội 2024.